Thưa quý vị, Quỹ ban Thường vụ Quốc hội chưa có nghị quyết về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Long An được phân bổ 296 tỷ đồng. Trong 296 tỷ đồng được phân bổ, có gần 32 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và 264 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài vốn ngân sách trung ương năm 2022, Quốc hội cũng phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 giới trên 92.000 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Long An được phân bổ 829 tỷ đồng. Cùng với nguồn ngân sách được phân bổ, Long An sẽ tiếp tục quán triệt tới các cấp các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà.